Em vững vàng dòng nước tươi xanh. Thì làm tao dính dấn nút điện tử quá. Hồi tối này cô nghĩ là cô sẽ ra cái bài Ai ra xứ quê. Yeah. Nhưng ai cũng yêu cầu căn bài nữa, căn bài nữa. Nhưng mà người ta còn đông quá, nhường cho người ta ca con. Yeah. Ủa sao mình ca hoài vậy? Nhưng mà cô ca liên khúc một cái 20 bài, con không sợ. Ờ, sao ngộ nha. Cô ca ca một câu đi cô. Cô ca cái gì bây giờ? Ca gì, bài gì cô thích cũng được. Giọng cổ hả? Ừ. Không, trời ơi. Giọng cổ cô thích, tốt cái cô Thanh Nga ca cho cô nghe thôi. Yeah. Hôm ca rồi đó con, cô nói đi, cô ca đi, cô ca đi. Đâu có một câu nè. Lê Quỳnh ơi, có những buổi chiều vàng tôi thốt nắng, ai có nghe trong ấy tiếng tim đau, hay có những đêm trời trở ánh trăng sao, có dòng lệ rạc rào tuôn chảy mãi, lời muốn nói sao đôi môi khép lại, mà nói gì đây, có ai hiểu được lòng ta, trong tất cả những mấy dặm quang hà, ngày dằn dặt như là muôn thế kỷ. Anh không bao giờ hiểu được tình gì. Quên rồi. Tao phải nói cái ngâm bốn câu này rồi tới cái câu của ông Thanh Sang. Qua một lan người em yêu dấu, em mơ chăng hay thất vọng chuyện gì, người chiến binh ta không được phép buồn si, thì đừng mơ chuyện chúc anh đài Lương Sơn ba. Không, anh không bao giờ biết được chuyện tình riêng của ai cả, thì đừng dội khinh rẻ chuyện tình của Lương Sơn ba. Chúc anh đài. Hồi đó là cô với chú hát cái dây dạ trai. Ê, sao không ca cái mà đưa đến duyên phận của mình ta? Đâu, cô nào? Anh Sang ca. Ừ. Mà cô nhớ ba cô khóc ở trên cái đầu gối đó, cô nhớ không? Ừ. Cô à, Phượng Tường ơi, mỗi lần cha gánh hàng rong ra tối chờ, thiên hạ mới bảo nhau rằng sao ông không để con Phượng Tường nó buông bán thay ông. Cha mới đáp lại rằng con gái tôi nó còn khờ dại giữa chợ đông, tôi sợ lời lẽ kém khôn ngoan sẽ làm mất lòng người quen biết, chứ tôi đâu dám thu thiệt rằng vợ chồng tôi gặp cảnh cha già con buồn. Chẳng thà mình dầm mưa dài nắng để cho đứa con cưng nó tận hưởng tuổi xuân hồng, rồi mai kia một nọ con khăn gói theo chồng nơi xứ lạ đường xa, biết con gái của mình có hạnh phúc hay không. Thế nên trong những ngày kề cận sống thân, tôi mới thay con tôi mà gánh gồng tất cả, để nó được sung sướng phần nào trong thời cuộc sống giá. Thôi thường người ta sanh một trái người ta coi là đậu, còn đối với tôi dù nó là gai, nhưng tôi vẫn quy con tôi hơn ngọc hơn vàng. Con có nghe người ta hát trong những buổi trưa nồng, má ơi đừng gạt con xa, chim kêu vườn hú biết nhà má đâu. Đó con thấy không,
con của người ta có chồng mà còn không đòi xa xứ, mà tại sao con lại đòi tự tử để cho cha mẹ già phải sớm chiều quanh hiu. Hai câu giọng cổ này là trong cái trường tâm tư của anh Hà Triều Hoa Phượng. Anh Thanh Sang anh làm Liễu Khánh Nhạc, tôi làm con ảnh là Liễu Phượng Tường. Nhưng mà đêm nào tới cái chỗ ảnh ca mà tôi ngồi tôi gục cái đầu trên cái gối của ảnh, đầu gối của ảnh là tôi khóc. Mà tôi khóc thì nước mũi nó ra, tôi kéo cái quần ổng tôi ra. Lần nào vô ổng đứng trong cằn nhà cũng chống nạnh. Cái đoàn Thanh Minh này sao nó nghĩ sao mà cái ông đào giường lên hát cái vai này mình ở dơ quá trời chứ. Không biết làm sao mà cái hỉ mũi trong cái ống quần tôi bài là bà đồ hộ giặt tôi. Nhưng mà từ cái đó không biết nghĩ sao nó tha thứ cho nhau những cái cọc cằn. Ảnh ra cái gì tôi cũng nhịn được để làm một bạn diễn tốt với nhau. Chứ để mang tiếng kép biển với đầu giường gây lộn hoài, hát gây lộn. Kép biển với đầu giường. Ảnh ở miền biển, mình ở dưới quê lên. Đó, cái kép biển đầu giường. Nhưng mà từ đó biết nhịn nhau, không còn giận nữa, biết thông cảm. Tại vì anh Hữu Thịnh anh nói nó đâu phải ở dơ mà nó nhớ ba nó đó. Nó lấy công tra, nó mua cái xe cho ba nó chạy xe ôm nuôi mấy chị em nó. Mà bây giờ mày ở trong cái vai ba nó, tưởng như nó cảm động. Mày không biết tội nghiệp người ta bạn diễn mà mày cũng lá lạc. Đó, từ đó tình cảm là qua vai diễn. Đúng rồi, con hỏi mà con suy nghĩ không kịp. Đúng, qua vai diễn con chứ không có hẹn hò, không có thương yêu, không có tình tứ gì hết á. Tự nhiên đến với nhau mà coi như là không hẹn hò luôn. Không có tình tứ gì luôn. Không có biết tình, bà ngoại theo dưỡng mà đâu cho đi đâu. Ngoại theo dưỡng, anh Sang mới bắt đầu. Ngoại nấu cơm cho con ăn, con gửi tiền ngoại luôn, cứ bắt đầu cơm chung. Đó, thì tình cảm qua giai diễn, ảnh đi tiền ngoại nấu cơm. Thì mình phải dọn cơm rồi con. Lấy cái chén này, cái này nữa. Nó cho lấy cho anh cái chén, lấy cho anh cái dĩa. Tự nhiên, trong bụng hơi hờn mát rồi con. Tự nhiên sai người ta vô tội dạ nha. cô mọi người bảo là ngày xưa cô đẹp lắm đúng không? Cái hình con thấy chưa? Thì con thấy rồi nhưng cái mà hình của cái eo quá trời. Tóc dài đây, tóc để. Nhưng dạ. Mà ngày xưa là cô cũng ăn mặc thời trang lắm đúng không? Đó. Tại vì con thì thế hệ sau này nên con không có biết được. Đó. Cô hát cái tuồng không tên của chị Thanh Nga đi hội đi Pháp về. Chị viết cái tuồng cho cô hát mà chị phải chắc cô gửi cái tiệm đặt những cái sơ rê, những cái áo đầm. Cô còn nhớ cổ chị ba chị qua bên nước ngoài, chị học được cái cách của nước ngoài. Cô hát cái vai con bé ở trong rủ trường mà con cứ nghĩ là trên đỉnh sân khấu không thấy gì hết, mà một lát là cô ngồi trên đó, ngồi trên cái kiệu hoa bốn cái sợi dây mà kết hoa ở trên nóc nhà từ từ thả. Kịch bản không tên của chị Nga. Cô đứng ở đây cho đỡ nắng. Viết lăng xê cho cô hát, đào chánh cho Bảo Quốc hát kép chánh. Nhưng mà đi ra người ta kiếm chị Thân Nga với anh Thành Được không có kiếm, không kiếm cô. Nhưng mà cố lăng xê cho tụi cô. Nghĩa là đầu tư quần áo. Cô nhớ cái áo kim tuyến, biết bao nhiêu quần áo. Chị ba kêu chị hai, vợ của anh Hữu Thịnh, tất nhiên là bố mẹ cô Hữu Châu dắt. Phượng là cái tiệm may đồ modern thời trang, may đồ người gái như là phi công vậy đó. Hai cái dây đây, cái quần luôn, áo luôn. Cô hồi đó cô sung sướng lắm, bên gia đình chị ba lo cho cô. Cô ơi, cô thực ra thì con cũng không có nhiều dịp để có thể gặp cô á. Dạ thì bọn con có một ít quà nhỏ muốn tặng. Không, đừng có thầm bậy. Không, cái này là tình cảm của bọn con dành cho cô đi. Thôi. Không phải. Không, cái này là tại vì con thương cô, yêu quý cô. Nè, chứ không phải là vì cái gì hết. Bây giờ báo động với con nè, cô dạ. Có một cái tin vui bất ngờ nữa nè. Dạ. Không cần phải lo cho cô. Dạ. Bên cái gì, bên thành quỷ, quyết định cho cô Trang Bích Liễu, Thanh Tú, lãnh lương tháng 2.600.000 một tháng. Ồ. Đó. Cái đấy là con biết rồi. Ông đây Tú là... này mới lãnh mấy tháng chết mẹ rồi. Bây giờ tôi còn chết lãnh. Ba cô chú là được luôn đúng không? Được luôn. Được một lượt luôn, cùng ngày luôn.
Thôi nhưng mà đây là cái món quà bọn con muốn tặng cô để... Ngộ quá, bây giờ cô con kêu con là cô phải không? Dạ. Cô có cái gì cô tặng con để cô khuyến khích cô con. Có tặng con rồi, cô còn cái bật lửa nè. Cô phải có cái gì tặng con để cô nhìn đó. Dạ. Mà con nhớ một cái người nghệ sĩ không hoạt động này nữa. Dạ. Là những mong muốn chung quanh mình, các con, các cháu mình là những mong cái nghề này phải được trao dồi. Đừng có thèm ca như cô. Cái bà nào ngồi giữa đường ca đổ nón lá. Một kiểu bà lợi cái quán của tôi ca kìa. Cái quán là quán tập quá. Nhưng mà bà ngồi bà ca đi. Rồi bà lấy nón lá ra. Bà bấm cái bài cho tôi ca. Tôi cho bà 10.000. Không lấy dây số. Nó thèm ca, nó ghiền ca là cái trong cái tâm mình nó vậy đó con. Cô nha, cô nhận của bọn con nha. Nhận rồi đó, cảm ơn được rồi. Hai anh em đi xe này nè. Dạ. Tôi cảm ơn cô nha. Rồi đâu có gì đâu. Tiếc quá hả? Thành Trung hả? Dạ. Nè nói nghe nè, cô còn thiếu một màu. Mà ba cái cây viết này ở ngoài Úc có bán đó. Nhưng mà viết này là cô viết Nam Mô A Di Đà Phật. Một cuốn 100 trang người ta lấy là 100.000. Như bản thân cô viết dùng, cô viết cho mọi người. Đây, thôi tặng hai. Thôi, lại hả? Tặng nữa, không tặng nhiều đi tặng nhà, lại. Nhiều lắm. Biết tặng hoài người ta tặng đấy. Chúc cô sức khỏe nha. Đây nữa này, còn cây này. Rồi, thôi con. Đâu nhiều vậy. Thôi được rồi, con xài ba cây này đủ rồi. Không có, bây giờ mày đưa lại cho tao viết chứ. Đây cái ông Minh Dương này, ông mời. Lấy cái này chẳng là làm gì. Nghệ sĩ Việt của anh đàng hoàng phải không? Dạ. Đó. Dạ. Ghi lại. Cứ ai tặng quà cho cô là cô ghi lại vậy hả? Cho như vậy. Thôi. Thôi. Tao lục ra tao cũng ghi. Tao lục ra tao ghi. Đây là một món quà nhỏ của con không thôi. Tao đi rồi tao về nhà. Dạ. Tao về nhà tao mới vô cái chỗ lớn. Để cho con cháu nó thấy. Trong những ngày không còn hoạt động ngày nữa. Cái sổ nó để tên gì biết không? Có để tên gì? Những người tôi cảm ơn. Những người tôi cảm ơn. Đã, cảm ơn rồi. Dạ. Cảm ơn con, cảm ơn Khánh rồi. Dạ. Con cảm ơn cô nha. Đó rồi. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.